Chào bạn, trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tùy chỉnh hình dáng lan can phần 2. Nội dung bài học sẽ xoay quanh việc hướng dẫn các bạn tùy chỉnh việc các cái thanh baluster cho lan can cũng như tạo lan can với các thanh baluster mà hình dáng đặc biệt. Trong bài học trước thì mình đã hướng dẫn các bạn làm chủ các cái thanh rail rồi, được chưa? Còn tiếp theo chúng ta sẽ cùng làm chủ cái thanh baluster, tức là những cái thanh dọc này. Trước khi vào học thì chúng ta cùng ngó qua các hình ảnh nào. Đang, đây là những cái thanh baluster, các bạn thấy nó rất là thú vị đúng không? Hay những thanh này, hay là những cái thanh như thế này, hoặc là những cái loại lan can kính ý, thì các tấm kính cũng là các baluster. Các bạn lưu ý cho mình nhé, các tấm kính cũng là các baluster, được chưa? Đấy. Thì để làm sao chúng ta có thể dựng baluster gravit? Rồi, chúng ta sẽ cùng quay vào cái lan can này, là edit type, và các bạn sẽ cùng vào cái mục baluster placement cho mình, được chưa? Đây, cái bảng của chúng ta đây rồi. Ok. Thì chúng ta sẽ có cái gì trong này? Chúng ta sẽ có này, đầu tiên các bạn thấy chúng ta sẽ có hai mục lớn là mục main pattern và mục post. Main pattern như mình nói là những cái thanh cứ lặp đi lặp lại, đều đặn, và những thanh chủ chốt là gọi là main. Còn những cái thanh post tức là những cái thanh trụ, những cái thanh đặc biệt, nó thường ở đầu, ở cuối, thỉnh thoảng chịu lực hay là những cái chỗ góc gập, ví dụ đây. Đấy, mình đã giải thích các bạn rồi. Đây, đây là những thanh post. Được chưa? Post đây. Rồi, thế giờ chúng ta cùng làm chủ với các thanh post nào. À, các thanh baluster nhá. Trước hết là các cái thanh main đã đi. Các bạn thấy này, ở đây nó sẽ có cái bảng cho bạn bao gồm các thứ tự, nhưng chủ yếu là nó sẽ có hai ba loại. Cái đầu tiên là một là pattern start và hai là pattern end. Cái này nó sẽ quyết định cái đầu và cái cuối của cái lan can nhá. Cái đầu và cái cuối của lan can. Rồi, còn cái chúng ta điều chỉnh sẽ là những cái ở giữa hai cái này, ở giữa hai cái một một và ba, các bạn thấy này, nó bị mờ đi không điều chỉnh được, nhưng cái ở giữa chúng ta điều chỉnh được, và cái giữa chính là những cái thanh này. Hiện tại các bạn chỉ thấy là chúng ta có một thanh duy nhất và nó cứ lặp đi lặp lại đúng không, và các bạn có thể tùy chỉnh những cái gì trong này. Tùy chỉnh đầu tiên các bạn có thể tùy chỉnh đó là nó có hình dáng như nào. Giả sử mình muốn nó hình tròn 20, đấy các bạn thấy chưa, nó đổi thành tròn rồi đấy. Tiếp theo là base, tức là cái chân của nó nào nằm đâu. Chân của nó đang ở đặt ở host, các bạn có thể thiết lập cho nó. Nếu nó host thì nó sẽ nằm chạm phía dưới cùng, tức là nếu các bạn đặt trên sàn thì nó chạm sàn, còn nếu đặt trên thang thì nó sẽ chạm thang. Ở đây các bạn tùy chỉnh cho nó, giả sử mình chạm thanh số 1. Đấy, các bạn có nhớ tại sao trong bài học về rail mình dặn các bạn phải đặt tên cho nó không? Bởi vì để vào đây chúng ta chỉnh cho nó dễ này. Các bạn chạm thanh 1 chẳng hạn, apply. Đấy, thì các bạn sẽ thấy những cái thanh này nó sẽ chạm lên cái thanh ngang này. Đấy. Đây, có đúng cái thanh của mình đâu. Đấy. Rồi, nếu các bạn muốn là nó sẽ từ cái thanh base này, nó có thể xây dịch đi một chút, thì các bạn có thể điều chỉnh đây. Giả sử nó đi xuống một tí chẳng hạn, 100. Apply. À quên, phải âm 100 chứ. Đấy. Được chưa? Đấy, cái này dễ đúng không? Còn tương tự top rail thì là cái đỉnh của cái rail này nó sẽ đặt đâu. Giả sử mình muốn nó đặt ở cái thanh 2. Hiện tại nó đang được đặt ở top rail, tức là thanh trên cùng, thanh 2 ạ. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, rất là dễ dàng đúng không? Đấy, gần giống chưa? Đấy, rồi. Còn cái top offset cũng tương tự vậy nha. Còn distance from previous là cái gì? Tức là cái khoảng cách của cái đối tượng này này đến cái đối tượng trước đó. Các bạn thấy hiện tại nó đang được xếp đều, và hiện tại nó đang 275. Nên cứ thanh này chồng thanh kia 200, cách nhau 275. Thật sự mình cho nó là lên 500, chẳng hạn to lên hẳn, apply. Bạn thấy chưa? Đấy. Rồi. Còn cái offset này thì tương tự thôi. Các bạn muốn cho sang trái, sang phải, ví dụ cho tầm nó sang tít sang bên kia. Thấy chưa? Đấy. Đấy. Thì cái đấy là offset. Mình cho nó về 0. Ok, như vậy thì các bạn đã có được những cái thanh main pattern rồi. Rồi, giả sử các bạn hiện tại chúng ta mới chỉ có một thanh thôi. Giả sử chúng ta muốn có nhiều thanh, giả sử đây là có hai thanh này. Đấy, một thanh đến đây, một thanh đến đây thì làm nào? Thì các bạn lại thêm cho nó một thanh mới bằng cách các bạn chọn một thanh cũ đã có và các bạn duplicate nó lên, nhân bản nó lên. Được chưa? Cái thanh này là thanh số 2. Đây mình sẽ cho nó down nó xuống. Đấy, tí down up nó có ý nghĩa gì tí mình giải thích.
Rồi, ở đây thì mình vẫn cho nó là loại thanh 20. Giả sử mình cho 25 to lên tí, được chưa? Chúng ta apply cho nó đã thấy sự thay đổi rồi. Rồi. Thanh số 2 này ấy, thì mình sẽ cho nó là chạm ở phía dưới. Chạm host. Thanh này mình cho không chạm host, cho không. Thanh này mình sẽ cho lên đỉnh top rail. Được chưa? Mình apply. Các bạn thấy chưa? Đấy. Gần giống cái này chưa? Rồi, thì ở đây thì các bạn chỉ cần đó là thiết lập cho mình đó là cái khoảng cách này, cái khoảng cách này mới có ý nghĩa này. Khoảng cách này có nghĩa là như mình nói, nó có ý nghĩa là cái vị trí của nó so với cái thanh trước nó. Các bạn thấy hiện tại đây thử thanh này là 500 này. Thì cái thanh đầu tiên đây, cái lan can này mình đang nhìn ngược, cái lan can này nó bắt đầu từ bên này nhá. Các bạn lưu ý cho mình bắt đầu từ bên này. Rồi. Thì cái thanh đầu tiên là cái thanh này, các bạn thấy không? Chúng ta không tính hai thanh hai đầu nhá, bởi vì nó thanh post rồi nhá. Cái thanh đầu tiên là thanh này thì nó được đặt cách cái pattern start, tức là cái thanh này, một khoảng 500. Giả sử mình cho nó là 250 thì các bạn thử thấy nó rất là rõ này. Apply. Đấy, các bạn thấy chưa? 250. Thì nó sẽ cách hoạt động nó như sau. Thanh start xong đến thanh này, cách 250. Xong đến cái thanh này thì thanh này lại được thiết lập cách cái thanh trước đó 500, nên các bạn thấy cái thanh này nó cách thanh này 500. Sau đấy nó lại lặp lại, nó là cái vòng lặp nhé, quay trở lại thanh này thì nó lại cách 250 và đến thanh tiếp theo lại cách 500. Đấy, thì các bạn thấy là nó cứ xếp lặp đi lặp lại, xếp lặp đi lặp lại. Và cái lý do mình cái nãy mình up down bởi một phần là mình muốn cái thanh nào sẽ là thanh đầu tiên. Giả sử cái thanh này mình muốn nó thanh đầu tiên này, thì thanh này sẽ tiếp đó này. Bạn thấy chưa? Đấy, mình ở đây mình sẽ cho thanh này là thanh đầu tiên, up nó lên. Đấy. Rồi, ở đây thì các bạn thấy là bức ảnh này nó đều nhau đúng không? Nó đều nhau. Đấy, thì các bạn thiết lập ở đây chỉ việc là 250 apply. Đấy, thì 250 này. Đấy, sau 250, 250, 250, 250. Bạn hiểu chưa? Thì các bạn có thể tạo ra được những cái lan can với hình dáng nó như này. Đấy. Nó đơn giản, đúng không nhỉ? Còn những cái loại như là như thế này ấy, thì về bản chất chỉ là cái thanh này là cái thanh đặc biệt thôi, cái thanh baluster là thanh đặc biệt. Thế giả sử bây giờ mình muốn nó là chúng ta có một cái thanh đặc biệt như thế ở trong này thì làm thế nào? Thì chúng ta phải load cái thư viện vào, các bạn phải có cái thư viện thanh baluster đặc biệt đấy. Thì các bạn sẽ vào công cụ insert này và các bạn chọn load family cho mình. Sau đấy thì các bạn sẽ vào railing, đây là bộ thư viện cài đặt mặc định nhá, các bạn vào railing và nó sẽ có bộ baluster ở đây. Đấy, các bạn muốn thanh gì đặc biệt như nào thì bạn chọn. Thì mình muốn cái thanh như này chẳng hạn, được chưa? Mình load nó vào. Sau đấy thì mình chọn cái này này, edit type. Mở đây. Thì cái thanh này đúng không? Thì chúng ta sẽ cho load vào. À, thanh của chúng ta là thanh này. Hình như là vậy. Mình quên mất để ý tên, chúng ta thử nhá. À, đúng rồi. Đấy, các bạn thấy chưa? Tạo nó rất là dễ. Về bản chất các bạn chỉ cần có cái thư viện cái thanh này là các bạn làm những cái loại lan can như thế này cực kỳ dễ luôn. Đấy. Còn làm sao để tạo được cái này thì liên quan đến việc tạo ra các family được nhá. Được chưa? Ok. Thì các bạn hiểu nguyên lý cách tạo các baluster main pattern chưa? Còn cái loại lan căn kính ấy, thì mình sẽ giải thích các bạn trong bài học sau đây. Đấy, các bạn tiếp theo của video này nhá. Ở đây chúng ta cứ làm quen với các thanh đã. Rồi. Tiếp theo phần main pattern nó sẽ có một vài cái thiết lập ở đây nữa. Thực ra thì cái này thì giải thích các bạn cũng hơi mất công một tí. Mình sẽ giải thích cho nó như sau. Mình sẽ xem nào. Mình sẽ cho cái thanh này là ví dụ 3600. Ok. 3800 đi. Ok, finish này. Các bạn thấy này, vì cái thanh baluster của mình đang được quy định đó là cứ 200 250 250 đúng không, nên nó sẽ là cái bộ số của 500, nhưng mà do mình của mình là 38 nên nó sẽ thừa ra là khoảng 300, và đây chính khoảng 300 này. Đấy, thì cái khoảng thừa này chúng ta sẽ lý bằng các cái công cụ đây, đó là các bạn có thể chèn một cái thanh vào đây bằng cách các bạn chọn cái công cụ đó là công cụ đây, các bạn có thể thêm một cái thanh nữa vào đây. Giả sử mình sẽ thêm một cái thanh tròn vào 20 ở đây, mình apply. Quên, mình chưa thiết lập cái spacing này. Thì ở đây mình sẽ cho nó là 250.
apply. Đấy. Thì cái thanh này ấy, về bản chất nó sẽ được đặt từ host lên đây này, đi lên đây. Bạn thấy chưa? Đấy. Thì các bạn có thể chèn được. Ngoài ra thì các bạn có thể chọn một cái chế độ. Giả sử ở đây mình không muốn thanh nào cả. Và các bạn có thể chọn chế độ ở đây là các bạn chọn spread pattern to fit. Thì nó sẽ tự động nó chia đều các bạn. Được chưa? Đấy. Ngoài ra ở trong cái chế độ này thì nó sẽ liên quan một vài thứ mà sau cái bài về lan gân kính mình sẽ giải thích bạn rõ hơn. Được chưa? Rồi phía dưới này các bạn thấy chúng ta có một công cụ, đó là công cụ U-Baluster Portrait on Stair. Cái này để làm gì? Các bạn thấy cái trường hợp như sau. Đây là cái lan can nhá. Được chưa? Nhưng khi mình thay cái lan can này này bằng cái loại lan can mà mình vừa tạo ra, các bạn thấy này, nó không tạo ra cái lan can mà chúng ta mong muốn. Thấy chưa? Nó không, nó như thế này mà. Đấy. Bởi vì sao? Bởi vì ấy, cái lan can của chúng ta đang được thiết lập chế độ, đó là khi nó được đặt trên thang thì nó sẽ được đặt đều với số lượng là cứ hai cái mỗi bậc. Các bạn cứ thấy đúng hai cái mỗi bậc không? Đây. Và nó sẽ sử dụng cái loại gì đấy? Giả sử các bạn cho nó là hình tròn này. Bạn thấy chưa? Tức là cái chế độ này nó sẽ giúp các bạn, đó là cái tha cái lan can các bạn vẽ trên mặt phẳng tôi không quan tâm. Cứ vẽ trên thang thì nó phải theo hình thức như này. Và hình thức này thì nó chỉ có giúp các bạn chia đều và chia bằng cái loại đối tượng gì đấy thôi. Còn giả sử các bạn muốn là nó tự do theo cái mình thiết lập thì các bạn bỏ cái này đi. Apply. Thấy chưa? Đấy. Thì đấy là cái chế độ per baluster portrait, được chưa? Đấy, chế độ is baluster portrait on stair thì các bạn lưu cái này cho mình. Rồi. Tiếp tục là phía xuống phía dưới này thôi. Phía dưới này thì nó giúp các bạn thiết lập các cái thanh, bao gồm thanh start, thanh end và thanh corner. Thanh start là thanh bắt đầu. Các bạn muốn thanh start là thanh như thế nào? Giả sử mình muốn thanh start là một thanh đặc biệt, mình sẽ load một cái thanh đặc biệt vào. Chúng ta sẽ chọn một cái thanh, ví dụ như là cái thanh thanh này đi chẳng hạn nhá. Rồi. Mình lại quên mất để tên nó là gì rồi. Ok. Đây chúng ta sẽ chọn nó này. Hey style. Edit. Đây, các bạn muốn mình muốn thanh đầu tiên. Kéo xuống này, thường là nó sẽ nằm dưới cùng. Đây. Apply. Đấy. Bạn thấy chưa? Thanh đầu tiên. Đấy. Thấy chưa? Thanh cuối cùng thì như nào? Edit size. Đây, cũng như thanh đấy chẳng hạn. Đấy, thấy chưa? Và các thanh corner, tức là những cái thanh góc thì các bạn có thể thiết lập cho nó này. Nhưng mình cũng chọn cái loại đấy. Apply. Đấy. Bạn thấy không? Cắt thành góc. Ngoài ra các bạn sẽ thấy là ở những cái thanh này nó cũng không phải là góc nhưng nó cũng có đấy. Đấy. Đôi khi các bạn sẽ thấy đó là cái chúng ta nó sẽ theo một cái quy luật, ví dụ như cứ không phải là góc nó mới có, mà những cái thanh ở thanh trụ. Đấy, những cái thanh này thì làm sao để tạo ra? Thì trong Revit ấy, nó giúp các bạn một thiết lập một chế độ như sau. Và các bạn chọn Edit Type này. Edit Placement. Thì nó có một cái chế độ Corner Part Edge. Tức là cái thanh như mình nói ở nó sẽ nằm đâu. Ở đây thì nó sẽ có các chế độ như là X Segment End. Tức là khi cái đường Part mà tạo nên cái lan can nó bị kết thúc. Nó như này này. Rồi. Giả sử nhá, ở đây đang mình muốn có một thanh trụ nó nằm chính giữa đây chẳng hạn. Mình sẽ chọn nó này. Edit Part. Đây mình sẽ cắt cái thằng này ở chính giữa. 3m6 nhỉ? À 3m8. Thì chính giữa là mình sẽ chỉnh cho 3m6 đây. À, chính giữa của nó là 1m8. Ok, finish này. Bạn thấy chưa? Chính giữa nó sẽ có một cái thanh đấy. Bởi vì chúng ta đang chọn chế độ là X segment end, tức là cứ chỗ nào nó ngắt kết thúc thì nó sẽ tạo ra một cái trụ. Ngoài ra nếu các bạn có thể chọn chế độ Angle Grid Gen thì cái này nó theo góc. Thì cái này ít khi chúng ta dùng. Thường các bạn hãy chọn cho mình chế độ X segment end này dễ quản lý nhất. Đấy. Thì cái này nó có thể ứng dụng vào những cái lan can thế này này, giả sử đây nhá. Ví dụ cái lan can này.
Đấy. Thì giả sử mình muốn có những cái thanh trụ đúng không? Thì chúng ta chọn nó này. Edit Path. Mình sẽ cắt. Đấy. Mình cắt nhỉ. Giả sử. Một cái này. Hai cái. Ba cái. Bốn cái. Năm cái. Sáu cái. Được rồi. Finish nhỉ. Đây. Bạn thấy chưa? Cứ chỗ nào chúng ta cắt thì nó sẽ tạo ra thành một thành trụ. Rất là dễ dàng đúng không? Đấy. Tuyệt vời. Và các bạn hoàn toàn có thể tạo ra được những hệ thống lan can như này. Đấy. Cái này mình nói thật, những cái này nó thực ra nó chỉ ăn nhau ở chỗ là các bạn có cái thanh baluster này, có hình dáng này thôi. Còn về bản chất thì tạo ra khá là dễ thôi. Và với cái bài học hôm nay thì các bạn hoàn toàn có thể tạo ra được những cái hệ thống lan can và rất là đặc trưng, rất là đẹp cho cái công trình của chúng ta. Và trong bài học sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái loại lan can, đó là lan can kính. Đấy, rất nhiều bạn thích lan can kính đúng không? Được chưa? Kết thúc bài học hôm nay thì mình đã hướng dẫn các bạn tùy chỉnh baluster cho lan can, tạo lan can với các thanh baluster đặc biệt. Các bạn đã hoàn toàn có thể tạo ra được những cái lan can có hình dáng rất là phong phú và đẹp mắt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.